Giúp mẹ làm thêm. Tại bến chợ nhỏ miền sông nước này, mọi người đã quen với sự xuất hiện của bà Năm, một người phụ nữ hiền lành, tần tảo, có hoàn cảnh không may mắn. Chồng mất sớm, một mình bà lặn lội trên bến sông kiếm tiền nuôi cô con gái nhỏ ăn học. Ôi trời ơi, chị cẩn thận đấy, thuyền nặng lắm rồi đấy. Chị lau tạm đi, kẻo lạnh, ướt hết cả rồi. Lần sau đừng có tham chở nhiều hàng quá. Buôn bán ngày càng chật vật, cứ thế này chắc tôi không đủ tiền trang trải cho con bé Linh đi học mất. Phải làm thêm công việc gì vào buổi tối mới được. Nè chị coi đi, xem có công việc nào làm được không? Gấp hạt thuê à? Cái này tôi làm được. Có phải chị Năm không đấy ạ? Ra nhận hàng giúp em. Cảm ơn cô. Tôi cũng ngóng hàng từ lúc đi làm về đến giờ. Đây là tiền cọc của tôi. Chị nhớ làm đảm bảo giao hàng đúng hẹn đó nha. Chủ nhật là em sẽ qua lấy, cứ theo thỏa thuận mà làm. Muộn là em sẽ không thanh toán tiền và trả lại tiền cọc đâu đấy. Vâng, tôi chỉ lo các cô không tới lấy. Mẹ ơi, khuya rồi, mẹ đi nghỉ đi. Cả ngày mẹ đã đi làm quần quật rồi, giờ mẹ lại nhận thêm công việc này nữa thì cực quá. Các con cứ học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, cực mấy mẹ cũng chịu được. Mẹ phải cố để giao hàng đúng hẹn cho người ta, không làm quá hạn người ta không nhận, mất cả tiền công lẫn tiền cọc đó con. Thôi ngủ đi con, mai còn đi học. Dạ vâng, nhưng mẹ nhớ đi ngủ luôn nha mẹ. Mẹ đừng làm quá sức, mẹ đang bệnh đó. Trời ơi, mỏi ghê. Thôi mình đi ngủ, mai làm tiếp vậy. Dạ. Trông thế mà hôm qua mình gấp quen tay nhanh hơn hẳn. Cứ thế này thì chắc chắn sẽ kịp giờ giao hàng. Wow, sao tối qua mẹ gấp được nhiều hạt thế mẹ? Mẹ của con đúng là siêu nhân. Lại dẻo miệng. Rằng sáng nhanh còn đi học đi con. Chiều nhớ qua nhà bác Tám lấy cái áo mới mẹ đặt may cho con hôm trước nha. Bảo với bác là mấy hôm nữa giao xong đợt hạt giấy này, mẹ cháu sẽ trả tiền nha. Dạ. Dạ tôi đây. Chào cô giáo ạ. Sao cơ ạ? Cháu thường xuyên ngủ gật và học sút kém sao? Dạ không, ở nhà không có vấn đề gì cả cô ơi. Dạ vâng. Cảm ơn cô giáo, ngày mai tôi sẽ đến gặp cô ngay. Linh à, sao con lại đến nơi này hả? Trời ơi, để cô giáo phải gọi điện về nhà. Mẹ đã dạy con như thế nào? Con có biết mẹ vất vả như thế nào để nuôi con ăn học hay không hả? Con xin lỗi. Chị Năm có nhà không? Sao hạt tôi đã giao rồi lại mang trở lại thế này? Hạt không có đủ chất lượng, tôi không mang trả lại cho chị thì biết làm gì với nó đây? Vậy mà giờ cô nói không đạt chất lượng là sao? Hay là các cô không muốn trả tiền công cho tôi nên mới nói như vậy? Ngay từ lúc đầu tôi đã nói với chị, chúng tôi thuê chị gấp những con hạt này để bỏ vào trong hộp ướt, cho khách hàng ghi điều ước hoặc tặng cho bạn bè. Những con hạt chị gấp lại, ghi hết chữ vào đây rồi nè. Số tiền cọc coi như là tiền bồi thường việc chị làm hỏng chỗ giấy này của chúng tôi. Nét chữ này chẳng phải là nét chữ của con Linh sao? Cháu chào cô. Cô ơi, Linh có ở nhà không cô? Cháu mang USB qua cho bạn hả? Mai đó hả? USB gì vậy cháu? USB hồi chiều cháu và Linh vào quán điện tử xem cách làm hạt giấy từ trên mạng. Cháu nói sao? Cách gấp hạt đó hả? Dạ vâng, cách gấp hạt nhanh để Linh giúp cô kiếm tiền đó. Con à, nói thật cho mẹ biết mọi chuyện đi. Chuyện con viết vào hạt giấy và cái USB đó là sao? Dạ con... phải rồi, có vậy mà mình không nghĩ ra. Xem nào, tờ giấy trên cùng là tờ màu xanh,
Mình phải thật chú ý. Người ta nói những con hạt có thể biến điều ước thành hiện thực. Vậy thì tại sao mình không ghi điều ước vào đây rồi gấp lại ta? Như thế này chẳng phải có rất nhiều điều ước hay sao? Con ước những nhọc nhằn sẽ vơi bớt đi trên đôi vai gầy của mẹ. Con xin lỗi vì đã đem đến những phiền phức cho mẹ. Là tại mẹ, mẹ đã không lo lắng cho con. Ôi, con tôi, mẹ xin lỗi, mẹ đã trách nhầm con rồi. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi mẹ ơi. Đại sự không dành cho nữ nhi. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, các vương quốc hình thành và dần phát triển lớn mạnh. Trong đó, vương quốc Sita là lớn mạnh hơn cả. Nhiều năm trôi qua, Sita không ngừng tìm cách thôn tính những vương quốc nhỏ lân cận. Vương quốc Maga. Và Maga, vương quốc nằm giáp ranh với Sita, không tránh khỏi bị Sita dòm ngó, nhằm nhè thôn tính bằng mọi cách. Quốc vương, Chera đã về rồi đây. Người không khỏe chỗ nào ạ? Con gái, ta đã tuổi cao sức yếu, lại không có hoàng tử kế vị. Mọi việc của vương quốc này không thể mãi để con một mình gánh vác như vậy được. Cha cứ yên tâm nghỉ ngơi đi cha. Chuyện biên cương hay chuyện triều chính, con đều thay mặt cha sắp xếp ổn thỏa hết. Hôm trước quốc vương Sita đã đề nghị cầu thân vì thái bình của vương quốc, và vì muốn tìm cho con một chỗ dựa vững chắc, ta đã đồng ý hôn sự đó rồi. Người còn khỏe mạnh vạn năm nữa để trị vì Maga, xin người đừng lo lắng mà. Còn con thiết nghĩ, tại sao con lại cần một chỗ dựa? Con... Cha có sao không? Ta biết sức khỏe ta thế nào. Nếu còn thương cha, thương bách tính Maga, thì hãy thuận theo ý ta mà làm. Nếu chẳng may ta mất, đất nước này không thể không có vua, và con gái ta không thể không có một chỗ dựa, con hiểu không? Cha ơi, xin người hãy giữ gìn sức khỏe. Che ra con, xin thuận theo ý của người. Cha Che ra, quốc vương Maga, không chỉ đồng ý gả con gái cho quốc vương Sita, mà ông còn đồng ý với yêu cầu hàng năm nộp cống phẩm cho Sita, tất cả để đổi lại sự hòa bình. Nhưng ông không hiểu rằng đó chỉ là một nền hòa bình tạm bợ, và người dân Maga đã phải khốn khổ thế nào để nộp đủ cống phẩm. Nhìn cái chân cái tay lên. Đúng là đồ dân Maga thối tha. Ngươi có biết những tấm vải đó còn quý hơn cái mạng của ngươi không? Mau đứng lên cho ta. Nếu ngươi không đứng dậy được thì nằm yên đó mà làm cái thảm chùi chân cho ta còn có ích hơn. Ngươi đâu? Khiêng những tấm vải quý giá này đem đi nhanh. Tình sứ thần Sita ác độc, hắn dám chà đạp dân Maga ta. Công chúa à, xin ngươi hãy bình tĩnh, chúng ta không thể manh động được. Không thể thế này được. Nếu đến cả ta cũng luồn cúi, an phận làm vợ bé của quốc vương Sita, thì thần dân của nước ta sau này còn biết trông cậy vào ai? Công chúa, không xong rồi. Quốc vương đã băng hà rồi. Hả? Cái gì? Thank you.
Bẩm quốc vương, ta là công chúa Chera của vương quốc Maga. Ta vâng lệnh quốc vương Maga đến đây để bàn bạc đại sự. Nhiều năm nay, Sita ỷ mạnh hiếp yếu, cả ba đất nước chúng ta đều phải cống nạp cho chúng quá nhiều. Nếu như chúng ta cứ luồn cúi mãi thì Sita sẽ được đà lấn tới. Và ta nghĩ chỉ trong một thời gian nữa thôi, nền hòa bình tạm bợ của ba nước chúng ta với Sita sẽ không thể giữ được nữa. Chỉ bằng chúng ta sẽ cùng nhau liên minh chống lại Sita. Công chúa chạy ra, cho ta hỏi, đây là chiến lược quân sự của quốc vương Maga đúng không? Nếu ta nói cho họ biết đây là kế hoạch của ta thì chắc chắn sự tin tưởng của họ dành cho ta sẽ không có nhiều. Đành phải nói dối vậy. Thưa quốc vương, đây hoàn toàn là sách lược của cha ta. Các vị cũng biết, cha ta đã chinh chiến bao nhiêu năm nay mới gây dựng nên một Maga vững mạnh lâu đời như vậy. Các ngài hãy yên tâm vào tầm nhìn và sách lược của cha ta đi. Vậy tại sao quốc vương Maga không trực tiếp đến bàn bạc mà phải cử công chúa đi? Các ngài cũng biết, chuyện liên kết quân sự này nếu chưa thành mà đánh động đến Sita thì lành ít dữ nhiều. Cha ta đã cẩn thận cử ta đi để tránh tai mắt của Sita. Quốc vương Maga quả là người biết nhìn xa trông rộng. Nếu sự liên kết quân sự này thành công, ba nước chúng ta từ nay sẽ không còn bị Sita áp bức nữa. Vương quốc Sita. Thật to gan, kể cả có liên quân ba nước đi nữa, ta cũng không sợ chúng. Được, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đằng nào chúng cũng có ý chống đối ta. Chỉ bằng lần này, ta sẽ cho chúng biết thế nào là Sita hùng mạnh. Cấp báo, có tin khẩn cấp thưa quốc vương. Được lắm, nếu tin này mà lan ra thì sẽ chẳng có liên quân gì nữa. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị đội quân tinh nhuệ, ngày mai xuất phát hướng thẳng tới Maga. Trời ơi, tin tức cha ta băng hà, không hiểu sao đã bị tiết lộ và lan nhanh như vậy. Quốc vương hai nước láng giềng đều từ chối không liên quân với chúng ta nữa rồi. Với tình hình này, chắc chắn Sita sẽ cô lập hoàn toàn Maga của chúng ta mất thôi. Chuẩn bị ngựa, trong đêm nay ta phải hẹn gặp được quốc vương hai nước lân bang để đích thân thuyết phục họ. Vâng, thưa công chúa. Các ngài cho rằng ta không thể gánh vác được Maga ư? Ta không có ý coi thường công chúa đâu, nhưng xưa nay nữ nhi đều lo an phận, sao có thể làm đại sự được? Nếu quốc vương Maga đã qua đời, chúng tôi không thể liên quân được. Đối đầu với Sita quả là quá mạo hiểm. Đúng vậy, chúng tôi không thể giao phó vận mệnh đất nước vào tay một nữ nhi được. Chẳng lẽ cả đời này nữ nhi thì không thể làm nên đại sự? Cả đời chỉ có thể tìm một chỗ dựa thôi sao? Giờ cha ta đã mất, lẽ nào ta phải dừng lại tất cả sao? Các quốc vương, cho thần xin phép được hỏi, các ngài thấy kế hoạch và chiến lược quân sự thời gian qua Maga đưa ra thế nào? Những phân tích quân sự mà quốc vương Maga quá cố đưa ra chứng tỏ ngài ấy đã phải nghiên cứu nắm rõ tình hình chiến sự hiện nay. Đúng vậy, ngài ấy quả là một người biết nhìn xa trông rộng. Maga tuy là một nước nhỏ nhưng đã khiến Sita hết lần này đến lần khác phải e sợ khi có ý định xâm lược. Lâu nay ta chỉ nghĩ chiến đấu là chuyện của binh lính, nhưng nhờ những gợi ý của quốc vương Maga quá cố, ta đã hiểu được tầm quan trọng của sức dân và biết cách tận dụng tối đa sức dân trong chiến sự. Ta thật sự rất khâm phục quốc vương Maga quá cố. Chỉ tiếc là bậc thông tuệ như ngài ấy đã qua đời. Nếu thần nói cho các ngài biết tất cả những kế hoạch và chiến lược đó đều là của công chúa Chera đưa ra, thì các ngài nghĩ thế nào đây? Cái gì? Làm sao có thể vậy được? Thực ra thì một năm qua, sức khỏe của quốc vương Maga đã rất nguy kịch, nên mọi vấn đề của đất nước từ triều chính đến biên cương đều một tay công chúa Chera điều hành. Nhưng để lòng dân được yên ổn và tránh quân địch dòm ngó, nên ta vẫn phải mượn danh cha ta khi điều hành mọi chuyện. Một năm qua để Maga tồn tại như chưa hề có biến cố gì, ta thực sự đã rất cố gắng. Giờ đây cha ta đã mất, Sita lại ép vương quốc của ta đến đường cùng. Ta muốn đường đường chính chính cùng con dân Maga giành độc lập, tự chủ, nhưng ta không thể nắm chắc phần thắng nếu không liên kết quân sự với hai ngài.
Xem ra công chúa là người có chí lớn, lại thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Nhưng xưa nay chưa từng có tiền lệ nữ nhi đứng đầu một vương quốc. Các ngài có biết không, cũng giống như việc chúng ta đi trên sa mạc, vốn đâu có một con đường nào rõ ràng, chúng ta đi mãi thì nó thành đường thôi. Tiền lệ cũng như vậy, cũng cần có người bước những bước đi đầu để tạo ra mà. Công chúa có thể là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, am hiểu thế sự, binh quyền. Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt đi, quân sĩ ta đông đúc hung hãn và hơn hẳn chúng ta về binh khí. Công chúa thử nói xem ta phải làm thế nào để đánh bại chúng, làm thế nào để bên ta ít chịu thiệt hại nhất đây. Nếu các ngài vẫn còn hoài nghi về năng lực của ta, thì hãy nghe qua về kế hoạch mà ta đã chuẩn bị cho trường hợp này. Sau đó, các ngài có thể quyết định xem có nên tiếp tục liên minh với ta hay không. Phân cách giữa Sita và Maga là con sông Vita. Sita muốn xâm chiếm nước ta thì bắt buộc phải đi qua con sông này. Nhưng thay vì để Sita tấn công ta trước, thì nước ta sẽ tấn công trước. Hả? Cái gì? Quân Maga sẽ tấn công Sita trước ư? Công chúa ơi, người có tự tin quá không? Quân Maga đâu thể đấu lại Sita được. Xin hai vị hãy bình tĩnh, nghe ta giải thích trước đã. Ta sẽ chủ động tấn công trước, để lợi dụng thời điểm sương mù dày đặc che phủ lòng sông Vita. Và đó là thời điểm thích hợp để ta dụ địch vào trong. Phía trước có quân Maga, đoàn đội chú ý, phóng tiễn. Công chúa chạy ra tiên liệu như thần, Sita đã trúng kế của ta. Nhờ kế sách này, chúng ta sẽ thu về một lượng mũi tên khổng lồ, làm chúng tiêu hao binh khí vô ích, nhưng lại vẫn bảo toàn lực lượng của ta. Nhưng cứ chờ đấy Sita, băng kịch hay vẫn chưa dừng ở đây đâu. Toàn quân Maga, nghe lệnh ta, nhanh rút quân. Sau một hồi tập kích trên sông Vita, các thuyền lính rơm của quân ta sẽ giả vờ thua trận rút lui, chạy về khu vực địa hình hiểm trở ở phía đông. Quân Sita chắc chắn sẽ hiếu thắng mà tiến quân đuổi theo. Nhanh đuổi theo, dọn quân của Maga vào chân tường, không được bỏ sót tên nào. Tiêu diệt Maga, tiêu diệt Maga, sông lên. Tiêu diệt cánh quân tiên phong của Sita, tiêu diệt Sita. Chết rồi, ta đã trúng kế của địch rồi. Quân Maga đã liên quân với hai nước lân bang dụ chúng ta đến đây. Ngay khi chiến dịch mở màn thành công, chúng ta sẽ nhân đà thắng lợi để tiếp tục mở những đợt tấn công khác càn quét quân của Sita. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Sita ư? Ừ, đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Chúng vốn ỷ mạnh, lại sẽ cho rằng ba nước chúng ta đã tan vỡ thế đồng minh. Khi đội quân tiên phong đi đánh Maga, chắc chắn ở quê nhà Sita không hề phòng bị gì. Chúng ta sẽ lợi dụng điểm yếu đó mà bất ngờ đánh nhanh thắng nhanh. Hay, hay lắm. Chúng sẽ chưa kịp biết tin thua trận thì đã bị quân ta tiến quân đánh thẳng rồi. Công chúa chạy ra, ta quả thật khâm phục người. Và đúng như dự tính của công chúa chê ra, quân Sita hung hãn, hiếu chiến đã rơi vào vòng vây của quân đội ba nước đồng minh và thất bại thảm hại. Tin tức được đưa đến quốc vương Sita khiến ông ta thất kinh, hãi hùng. Ông ta không ngờ rằng những vương quốc nhỏ bé kia có thể chiến thắng quân đội hùng mạnh của Sita. Vậy là cuối cùng, nhờ có sự quả cảm và thông minh của công chúa chê ra mà hòa bình và thịnh vượng đã trở lại với vương quốc của nàng và những vương quốc láng giềng lân cận. Cũng kể từ đó, một thời đại công bằng, nữ nhi lên làm chủ cũng bắt đầu được công nhận và phát triển ở nhiều nơi. Chuyện chàng Urashima. Xưa thật là xưa, ở một làng chài ven biển nọ, có một ngư dân trẻ tuổi tên là Urashima, sống cùng người mẹ đã già yếu của mình. Còn nhớ về sớm nhé. Vâng, mẹ yên tâm, mẹ về nhà đi, đừng ở đây lạnh lắm ạ. Hôm nay bọn cá đi đâu hết thế nhỉ? Nốt mẻ này nữa, phải nghỉ ăn chút cơm nắm thôi. Lẽ nào là một con cá lớn? Trời, cả đời đánh cá của ta chưa từng thấy một con cá nào đẹp đến thế này. Đem con cá này mang bán ngoài chợ thì tiếc vô cùng. Hay là để mày trở về với biển thì hơn.
Hỡi chàng đánh cá tốt bụng, không lẽ là gọi mình? Trời, chuyện gì vậy? Đại vương của Hải Dương phái tôi lên tìm anh. Anh vừa tha mạng cho ái nữ duy nhất của ngài. Ngài muốn mời anh xuống thủy cung chơi. Anh đừng sợ, nếu đồng ý đi, hãy lên lưng tôi. Mình đang lạc vào thế giới thần tiên rồi sao? Nhưng còn mẹ mình... Tôi có thể đi, nhưng không thể đi lâu. Được rồi, chàng trai trẻ, mau lên lưng tôi. May mà hôm nay công chúa của chúng tôi gặp được người hiền lành như anh. Rất hân hạnh chào mừng anh đến với thế giới thủy cung. Đúng là chốn thần tiên, ta không hề nằm mơ. Đúng thế, anh không hề mơ. Thần dân xin kính chào Đông Hải Long Vương và công chúa. Đứng lên đi, chàng trai trẻ, anh có công lớn lắm. Nào, trước hết hãy cùng ta thưởng tiệc đã. Đa tạ Long Vương. Cuộc sống này tuyệt vời quá. Món này rất bổ, chàng dùng đi. À, chàng có muốn đi thăm thú các phòng một chút không? Ta rất hân hạnh. Còn đây là phòng của em. Đẹp quá, ta không ngờ lại có cuộc sống thần tiên thế này. Hỡi chàng trai, chẳng hay anh có muốn ở lại thủy cung của ta không? Thưa đại vương, ý của ngài là... Ái nhi của ta vốn đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Được trở thành phò mã của thủy cung thì còn gì vinh hạnh hơn nữa. Nhưng còn mẹ ta trên đất liền. Không sao, ta cưới nàng rồi sẽ về thăm mẹ. Lễ cưới của chàng trai đánh cá nghèo và công chúa thủy cung được cử hành long trọng. Sống dưới thủy cung hữu tình, Urashima dường như quên đi ngày tháng. Từ ngày ta được gặp nàng đến nay, dù chưa lâu, nhưng là những ngày hạnh phúc nhất của ta. Em cũng vậy. Có điều ta còn có mẹ già ở quê hương. Ta muốn về thăm bà vài ngày, rồi sẽ trở lại. Chàng muốn trở về trần gian ư? Ta hứa với nàng là sẽ trở lại ngay. Em không thể nào ngăn chàng tỏ lòng hiếu thảo với mẹ. Nhưng em sợ chàng đi rồi thì đôi ta sẽ cách xa nhau mãi mãi. Em muốn tặng chàng một kỷ vật. Nó sẽ giúp chàng trở lại với em. Chàng đừng đánh mất chiếc hộp. Cũng đừng mở nó ra, mặc dầu có chuyện gì cũng vậy. Nàng yên tâm, ta xin hứa với nàng là sẽ chẳng bao giờ mở chiếc hộp này. Trên lưng rùa biển, Urashima nhanh chóng trở lại hòn đảo quê hương. Tuy nhiên, chàng chợt thấy lạc lõng giữa cố hương, cảnh vật hết thảy đã đổi khác. Nhà của mình đâu rồi? Mẹ ơi, con đã về đây rồi. Anh là ai? Từ đâu đến đây vậy? Cháu là Urashima Taro. Nhà của cháu, mẹ của cháu đã chuyển đi đâu rồi? Cụ có biết không ạ? Cậu có bị sao không vậy? Urashima Taro là một anh thuyền trài trẻ tuổi, đã bị mất tích trên biển cả, cách đây 400 năm. Cụ nói gì ạ? Anh ta mất tích cách đây 400 năm. Chuyện đã trở thành cổ tích, sao giờ cậu còn hỏi đến? Mình đã chết 400 năm. Còn mẹ ở đâu? Mấy ngày nào bà còn đứng ở biển đợi mình. Công chúa dặn mình không mở chiếc hộp này. Hẳn nó chẳng phải hộp thường. Đúng rồi, mở nó, mẹ sẽ trở lại. Mọi thứ sẽ như cũ. Mình tháo sợi dây lụa, rồi cột lại như cũ. Nàng sao biết được? Vậy là những tháng ngày ta sống dưới thủy cung kia... Đúng là mấy trăm năm sao? Trong chớp mắt, anh biến thành sợi lông vũ và bay lên tận trời cao. Cho đến tận ngày nay, người Nhật vẫn lưu truyền câu chuyện này như một lời nhắc nhở về sự thay đổi của thời gian.
con người cần sống sao để không phải hối tiếc những tháng ngày chóng vánh trong vũ trụ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!